anh Hải thì rất là ít cá. Hôm nay em sẽ trốn anh Hải đi. Hôm nay xác định là sẽ câu trôi, thế nên là không thể thiếu được cái bộ thần thánh này. Đó, đây là nhân vật chính. Ok, các anh đoán xem là hôm nay em sẽ đi hồ nào nhá. Đi thôi. Bọn em đang có mặt ở Văn Giang rồi. Đi từ Eco Park đi mãi một tiếng, đi lòng vòng bây giờ mới đến Văn Giang. Không có đại ca chỉ đường dẫn lối. Đang có cả anh Di Thẩm này, anh cameraman này, có cả cameraman của anh Di Thẩm nữa. Cùng team Du Môn để đi săn cá ở vùng đất 34 anh em nhá. Ồ, đã bị bí mật đã bị hé lộ. Đến hồ rồi các anh ơi. Bây giờ thì đi tìm điểm câu. Ui sao lắm cỏ đi nhỉ. Anh Duy ơi, xem chỗ nào câu được nhiều cá nhất có thể đi anh. Chỗ này bây giờ tùm này không biết ngồi đâu nhỉ. Nhưng mà anh thấy chỗ kia có cái mỏm mà nó đang cuối gió, cái khả năng ngồi đấy nó hợp lý này. Thế để anh đi về xem. Là cái quá trình vận chuyển đồ vào là cũng hơi gian nan đấy. Hố nhá, có hố nhá. Ui, nó kéo thụt chân xuống ấy. Đây là một môn thể thao mạo hiểm. Nhất là có rắn ở trong này thì sao? Thì chúng ta sẽ bị rắn cắn hoặc là không. Đây. Có vẻ là câu của cái mỏm này sẽ hợp lý đấy. Ai ạ? Đây là trước thì câu của em câu ở kia, đợt có anh Hải. Đợt góc kia. Góc kia, đấy ngay ở cái góc cái cây này luôn. Nhưng mà bây giờ hồ người ta làm lại, người ta ngăn ra để làm một cái đảo riêng ở bên đấy rồi. Bây giờ chẳng có đường đi vào trong đấy nữa. Đây, hôm nay hai anh em mình kê bàn địa hình ngồi. Kê bàn địa hình ngồi đây. Bờ cao quá nhỉ. Kê hơi khó đấy anh ạ. Bờ dốc mà cao quá. Ô, đây em thấy tạp nhiều cỏ lắm. Chỗ này chắc là cũng là chỗ mọi người hay ngồi câu này. Có đây, cả bánh trái rồi. Bây giờ đè hết chỗ cỏ này xuống. Đồ rác các thứ, đồ ăn uống, chai nước các thứ đây. Em nghĩ chắc là có người câu ở đây trước rồi. Chỗ này thì anh thấy là nó câu trôi hợp lý đấy em ạ. Thứ nhất là cuối gió này. Thứ hai là ở đây có rất nhiều cọc. Ở đây hợp lý đấy. Mỗi tội là bờ nó hơi cao thôi. Kê bàn địa hình kiểu gì kéo tùng bê nhỉ. Hôm nay sẽ đánh cần thiên viễn trinh 6m3. Trục thẻo thì dùng của sao vích luôn cho nó tiện. Còn phao thì em dùng hơn 2g một xíu. Giờ thì em bắt đầu xả. Tủng. Đây cuối gió nên nó hơi ra mồi khó một xíu. Ui, hát đầu. Bóc chi. Bờ cao này xả tay em ạ. Đấy, em sẽ đưa nó ra một lần nữa. Đấy là một cách xả mồi mới. Chắc là em sẽ xả tay cho nó chuẩn tí. Cứ nắm nhỏ nhỏ thôi. Đấy. Nhưng mà anh như không đúng ổ của em hay sao? Em phải ra phao đã chứ. Về mồi vào xong rồi ra phao xong rồi mình ném. Rồi, xả một hai cục thế thôi em sẽ bắt đầu về mồi. Nay thì em đánh chục năm. Thẻo thì là thẻo 4 chấm, thẻo cước, sẽ dùng thẻo cước trước. Nếu mà một lúc nữa mà cá nó khỏe quá mà cái nguy cơ em bị xuống hồ cao hoặc là bị đứt thẻo như nào đấy thì lúc đấy sẽ thay đổi chiến thuật. Viên mồi đầu tiên. Ơ, sao anh Duy lại câu bên này? Khả năng anh phải thay trục thôi. Ôi, nổ thẻo luôn. Nổ thẻo luôn đấy. Thay thẻo dù đi, đánh thẻo cước không không đánh được với trôi đâu. Ôi mẹ ơi. Nhất là nước nông. Anh ơi, nó lúc này bung cả cái
khá em, chặn luôn. Em chỉ cần em giật lên đóng một cái là nó đã ra đến ngoài kia rồi. Đứ kiểu. Ủa nó phi một phát ra luôn. Đây nó còn Santo lên mà. Ui, ôi mẹ ơi, lần đầu tiên đi hạt chặn này. Mấy cái đoạn này nó nhúng lại với nhau luôn. Cái này nó bung luôn. Đứt luôn này. Trời ơi, thật là khủng khiếp, đứt thẻo. Wow. Cước mấy chấm đấy? Dạ, 5 chấm ạ. Thay dù đi. Bây giờ em sẽ dùng dù 2.5. Còn gì đây? Quả thịt gà mè. Ui, dọn bể. Dọn bể. Đen chuối. Dọn bể ăn vào mồm luôn. Con này to vãi. Con này nướng là vào việc đấy. Bây giờ cũng phải vượt nó lên. Kéo lại. Mất hình luôn à? Ôi giời. Nó thụt hai vạch để em giật luôn. Huyền đã được câu cá, được con cá trị giá 100k. Ô, to thật luôn đấy. Đấy. Em này mồm con này nhìn kinh đấy. Bây giờ cầm nó như nào? Nó có đốt mình không? Ủa con này có sáng mắt à? Hài lưỡi luôn. Ăn cả hai mồm luôn. Tham lam. Tham lam. Đây là cái kết của sự tham lam. Hôm nay Cầm Huyền sẽ gì nhỉ? Phóng sinh cá. Bờ cho nó trôi xuống hay như nào nhỉ? À, em sẽ cho vào đây. Đó. Vào đây. Rồi nhá. Đây là con cá 100k. Ô. Xuống đi bạn. Đó. Ui. Santo mất hình. Santo như cá heo anh em ạ. Thiên dương đại hũ dòng phê quá. Trôi. Trôi đỏ luôn. Trôi đỏ. Em vừa thanh nhá. Ừ ok. Phê quá, cái nhịp đầu tiên nó chạy kinh thật đấy. Cá hồ này khỏe thật đấy. Úi giời. Con này khỏe thế nhỉ. Con này gì? Không cần đấy đâu. Anh ấy quá. Ôi, thank you em. Vào vợt. Đây anh ạ. Phê quá phê. Ui. Ui, đóng môi dưới. Môi dưới chạy vào mát. Ui. Yêu nó hay thế đấy. Đang nhún nhảy khai của em ạ. Ui. Lại cá giận bể. Ui dồi ôi. Nổ thèo luôn anh em ơi, mắc võng. Quay. Mắc võng thế là nổ luôn cái thèo ở mồm anh em ạ. Ui. Cá giận bể ăn vào mồm luôn này. Cá giận bể ăn vào mồm. Mắc võng nổ luôn cái thèo ở mồm, còn cái thèo ở đuôi. Ôi đen quá. Mắc võng anh em ơi. Đã buộc thẻo rất là ngắn rồi mà cuối cùng là mắc võng. Nó chỉ còn cái thẻo móc vào đuôi thôi, còn đâu cái thẻo móc vào mồm thì nổ hơn. Và đi theo con cá ra giữa hồ rồi. Trời ơi. Cá trôi hồ này khỏe quá anh em ạ. Không sao, làm lại. Ui quả đấy nó mất hình, anh đóng phát rít ra ngoài kia thì nổ. Trời ơi, quần què. Đây rồi. Con gì đấy? Rô. Lên mà gặp con trôi thì vui. Con này sốc rồi. Chấm đen, con này dễ dọn bể lắm. Anh thấy nó chạy kiểu lắc.
số em hôm nay nó không tránh nổi được mấy cái con dọn bể này. Con dọn bể thứ ba trong ngày. Trời ơi, sao mày không đi đâu đi, mày ở đây làm cái gì? Ở đây chỉ tối bị đau mồm thôi. Dọn bể lần ba. Ây ạ. Uiu. Bây giờ em mẹ thả. Sao cứ câu được con dọn bể? Đến mùa thu với mùa đông thì chắc là bọn mình đi câu nó sẽ thơ mộng hơn rất là nhiều ấy nhỉ. Enjoy cái moment đấy. Chứ cái moment này thì không nuốt được. Kể ra quay phim cũng nhàn. Cho nó lệch ổ đi. Anh nghĩ là để tránh tổn thất thêm kinh phí của công ty thì chúng ta nên nghiêm túc xem xét về việc chuột rút. Cái gì ạ? 63 rồi, còn dài thế nào nữa? 72 à? 72 cũng không ăn thua đâu. Không gì không biết nữa. Nó nóng quá à. Bảo đi câu trôi mà nóng quá. Thua. Lên đúng 3 con dọn bể. Thôi đi về ạ. Nói. Giờ em đi về đây. Bye bye.